Được, trải thì con tự trải đi. Được, hello. Mạnh bạo bây giờ cầm đi chải mèo kìa. Đăng Anh à, chải đi Đăng Anh. Này con trêu các bạn mèo như này này. Trêu Dũng đi. Đăng Anh ơi, nhẹ thôi nha, không có bạn mèo đau nha. Đăng Anh ơi, con đánh nhẹ thôi, đau bạn mèo. Đây đứng lại đây bố nào. Thôi, thấy bé Ken đã yêu các bé chó mèo sẵn rồi và cũng dạn dĩ khi mà tiếp xúc các bé chó mèo. Còn Đăng Anh ấy thì lúc đầu vào thì anh ấy rất là nhút nhát, anh ấy rất là sợ. Nhưng chỉ mất một lúc thời gian để làm quen thôi thì bé Đăng Anh đã thay đổi một cách rất là ngạc nhiên. Không còn nhớ là bé Đăng Anh đã cầm que bắt đầu đi chơi, rồi thậm chí sau này thành đánh các bé mèo nữa. Lúc đấy Khôi cảm thấy rất là thương các bé mèo, bởi vì rất là muốn xin lỗi các chú nhân viên bởi vì Đăng Anh đã làm đau các bé mèo.